Trung Quốc, tên lửa chứa đầy nước, quan chức dùng nhiên liệu tên lửa nấu lẩu. Trung Quốc vẫn luôn đe dọa sẽ tấn công Đài Loan. Thế nhưng có nhiều thứ cản trở tham vọng này, thậm chí ngay trong chính quân đội Trung Quốc. Bloomberg gần đây dẫn thông tin tình báo Mỹ cho biết, tình trạng tham nhũng trong lực lượng tên lửa và trong toàn bộ cơ sở công nghiệp quốc phòng Trung Quốc rất nghiêm trọng, dẫn đến tên lửa và vũ khí cốt lõi do Trung Quốc sản xuất không đạt tiêu chuẩn, làm suy yếu năng lực tác chiến của nước này. Ví như tên lửa được đổ đầy nước thay vì nhiên liệu và nắp các hầm chứa không cách nào khiến tên lửa được phóng hiệu quả. Ông Dư Thành, cựu sĩ quan hải quân Trung Quốc, xác nhận tình trạng tham nhũng trong quân đội Trung Quốc rất phổ biến, bao gồm cả lạm dụng tiền thiết bị đặc biệt nghiêm trọng. Họ thậm chí còn dùng nhiên liệu từ máy bay, tên lửa để nấu ăn. Ông kể, khi còn trong quân đội, chúng tôi nấu ăn trong khu vực gia đình, hoặc sẽ xả dầu từ thùng nhiên liệu máy bay, dầu dùng cho hàng không để nấu ăn. Khi nó cháy, ngọn lửa có màu xanh và không có mùi vị. Thậm chí đến mức độ nào, chúng tôi lấy nhiên liệu rắn từ tên lửa ra từng khối để đun lẩu. Ông cho biết, nhiên liệu rắn dùng để phóng tên lửa rất đắt tiền, nhưng khi quân đội thiếu sự đảm bảo về hậu cần, họ chỉ có thể sử dụng nhiên liệu rắn để đun lẩu, nấu bữa ăn hoặc cho để lấy lòng. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc ông Tập Cận Bình sa thải hàng loạt quan chức cấp cao gần đây. Trung Quốc đặt mục tiêu biến quân đội nước này thành quân đội hiện đại vào năm 2027 và đã đầu tư hàng tỷ đô la vào nỗ lực này. Trọng tâm là lực lượng tên lửa, dự kiến đóng vai trò then chốt trong các hoạt động chống lại Đài Loan hoặc Biển Đông. Thế nhưng các nhà phân tích cho biết, tham nhũng trong quân chủng tên lửa và khắp cơ sở công nghiệp quốc phòng của nước này nghiêm trọng đến mức các quan chức Mỹ tin rằng ông Tập Cận Bình ít có khả năng xem xét các hành động quân sự lớn trong vài năm tới. Mỹ đánh giá rằng tham vọng trong quân đội Trung Quốc đã dẫn đến sự suy giảm niềm tin đối với năng lực tổng thể của lực lượng này, đặc biệt là đối với quân chủng tên lửa, đồng thời làm cản trở một số ưu tiên hiện đại hóa quân đội của ông Tập Cận Bình. Ngay từ năm 2014, các nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc đã gọi tham nhũng là kẻ giết người số 1 làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội. Và nạn tham nhũng có hệ thống đã dẫn đến hiệu suất kém của một số hệ thống vũ khí của Nga trong cuộc chiến Ukraine.